Ok dạ. Cô cho cái tụi bà cây này tụi này xem này. Cái tụi bà cây này. Nhờ một chân thịt cây đó này chẳng thịt này cho nên tụi thịt cây tụi nó này. Nó này. Tụi bà cây. Cái đi mong thịt cái đi nó là giờ cái cụ là giờ nó tụi bà cây này này. Một chân rồng tụi này thịt cây đó này chẳng thịt chứ. Tuần thì trong đời lúc lúc chơi nó thì lúc chơi nó mà lúc chơi đồ mẹ em nhớ đây phải chỉ cho mẹ em nó phải cho đồ sắp tỏ lại cho nên tuần thì nó gì thế thế muốn được cứu đồ nó có sớm một chia lo lo nó rồi y nên đây đâu sắp tỏ gì chia lo lo chia lo muốn được cho cái vật tư ta gì thì nó phải thêm muốn được cứu đồ nó có nên nhớ nó ấy phải chia sẻ cho cái đồ nó nữa.